Hello bà con. Chào bà con đã quay trở lại với video tập của mình. Mình là Iron Gaming đây. Ôi, phạm hoa nhầm. Hôm nay mình lại tiếp tục làm một clip nha. Ok, có thanh niên chạy sang bên này, mình sẽ móc nó ra luôn. Tự chiến đấy. Hai đứa anh em ơi, hai đứa anh em ơi. Hãy trọt. Ui, nó chắn đường mình kìa. Hết trọt. Ui, nó bắn mình. Ui, hết đường, chạy 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 này. Hết trọt. Ok, tem một con một đây. Cô để máu cái đạn em. Hãy trọt. Xài. Là cấp đấy chứ đâu. AK này. Chơi AK anh em ơi. Vút cho nó sướng anh em ơi. Hôm nay chủ yếu là về vút tâm. Hì. Sao vút tâm cho anh xem mà. Vút tâm của mình là có độ nhạy nha. Cuối trận mình sẽ sau độ nhạy cho anh em xem. Ok. Có một thanh niên ở này này. Chơi nó luôn. Gốc hai anh em ơi, nóc ba anh em ơi, anh em nghĩ mình hack, thật ra không phải đâu anh em ạ, double kill, triple kill. Còn ta cuối đâu. Đấy, nhanh. Bốn gần một đây rồi. Trời ơi. Where are bắn cao hả? Hết đọt. Ok. Mình hiện tại đang 8 mạng nha. Tem chưa được cái gì hết luôn đấy. Và ai mình ăn 8 mạng liên tiếp luôn. Trong hai trận ở cấp. Cô chị liệt tâm của mình cho nên nó không ăn được mạng nào. Đúng rồi đấy. Này. Móc xuống đây hả con trai? Tôi bé có tờ lưu. Ui, MP vứt tâm kia. Ui, cứu tôi. Cứu tôi, cứu. Cứu với. Cứu với, mất AK kìa. Tôi gánh tim cho đằng sau. Trời ơi, tem kìa. Xong xác định. Không có mình là tem ăn được đâu. Ok. Trời ơi, chết luôn rồi. Tem mất luôn.
Ad bet tem. 1 cần 2. Rồi, thằng này có một người lên rồi. Còn lút đồ chứ. Trời ơi. Ghê vậy. Úi dồi ôi. Tèm nó biết lưu tâm nha. Hết thuyền luôn. Không có nữa đúng không? Keo trời ơi. Mày nháo lắm mày ạ. Tạm biệt mày đi. Yeah. Ok. Let's go. Mình chết một rồi anh em ơi. Để tập trung cho anh em ơi. Knock 1 nè. Ui shotgun anh em ơi, shotgun 2 viên kìa. Thế đấy. Knock 2. Nóc 3. Xác định. Này, thắng luôn. Công việc bận rộn thắng luôn kìa. Xanh. Thắng luôn rồi anh em ơi. Ok, anh em nào thích video của mình thì để quên mình lại một like, đăng ký kênh, đừng quên chia sẻ, nhấn vào cái chuông để nhận thêm thông báo từ video của mình nha. Bye bye.